nó làm bên này giúp đỡ rồi giờ mình làm bên về làm này cái phần này in rất ánh sáng để vẽ vì đây là một những cái tác phẩm những người chơi bài của họa sĩ người Pháp tên là Paul Celaner, ông sinh năm 1839, mất năm 1906. Thì tác phẩm này là cũng phải bảo từ năm 1895, lâu rồi. Một ông là một trong trường phái mà là họ ấn tượng, và ấn tượng mà cuối thì sau cái trường phái ấn tượng đó, thì sẽ tới trường phái của Liên Xô là trường phái đồng thể. Cái tranh nghệ thuật đồng thể là những tiểu sau của bạn sau đây là ông thuộc cái thể mà trường phái học ấn tượng, những tác phẩm ông là hầu như để có thể cái trường phái học ấn tượng ấn tượng. Tác phẩm này là mô tả cảnh hai người nông dân Pháp ngồi tiêu biểu trên bàn. Theo cái màu sắc mình vẽ, tôi nói này là mình siêu tập trên mạng và tôi làm rất nhiều màu sắc nổi tiếng. Rất thích những màu sắc nổi tiếng mình vẽ từ cái phối màu rất là ấn tượng. Phối màu nó cái bức tranh của ông vẽ phối màu sao thì cố gắng mình phối màu như mà thể hiện rõ được cái tâm tư của cái tác giả của họa sĩ đó, mình cố gắng mình phối màu nó ra được cảnh không gian cảnh đang ngồi chơi bài như thế nào. Để có một tranh này một cảnh hai người đang chơi bài của một phối màu là màu sắc là cái tiếng nói mình thể hiện có tiếng nói có màu sắc nhìn vô không gian biết không gian cái cần để thay đổi cái cách này thôi, sẽ cố gắng chia sẻ hết những